cho cả nhà cắt chấm một cái lẵng hoa hồng hình nốt nhà với lại hoa đồng tiền ha. Thì đây là cái cục xốp mà Yến đã bỏ vô cái khay nhựa ha, mình dễ dàng mình sử dụng nó. Rồi ok, thì bây giờ Yến sẽ bắt đầu Yến cắm trước. Thì đầu tiên là Yến sẽ cắm hoa hồng ha, tạo hình cái nốt nhà. Hình giống như nốt nhẹ vậy đó. Rồi bây giờ thì Yến sẽ sử dụng hoa đồng tiền. Rồi Yến sử dụng là 3 bông đồng tiền màu cam này ha. Tượng trưng cho là ngôi ba thiên chúa. Thì để đồng tiền nó đứng được lâu thì Yến sẽ xỏ kẽm như thế này. Rồi Yến sử dụng băng keo sáp. Rồi mặt phía trước thì sao? Phía trước thì sẽ sử dụng kim sử dụng phát.
Rồi thì Yến đã hoàn tất xong một cái bình hoa hình nốt nhạc ha, và ba bông đồng tiền ở đây tượng trưng cho ngôi ba thiên chúa hen đó, dâng những lời ca, những cái điều đẹp nhất cho thiên chúa của chúng ta hen. Thì Yến sẽ nhắc lại, thì ở đây sử dụng là tổng cộng về khoảng 20 bông hồng màu cam này hen, rồi ba bông đồng tiền màu cam. Thì ở đây Yến sử dụng cái này để mà giống như là Yến chọn màu nóng như cái bình hoa này hen, rồi khá là nóng, rất là nổi bật, rất là sặc sỡ. Rồi lá đề thì sử dụng là thứ nhất là lá dương sĩ pháp, thứ hai là lá đuôi chồn là hết, và thứ sau này là ý sử dụng là thủy trúc, thì ý cũng sử dụng là ba cây thủy trúc để bông nhắn như thế này, rồi ba cây gốc nhọn như thế này hen đó. Rồi thì chúc cả nhà sẽ thành công với lại cái bình hoa để bàn thờ này hen. Nếu cả nhà thích thì nhớ nhấn like, share ủng hộ nha. Hẹn gặp cả nhà trong những clip tiếp theo.